Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý, có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiuchus sinensis thuộc nhóm nấm Acomycetes. Trên cơ thể ấu trùng của một loài bướm trong chi Titano, phần dược tính của đông trùng hạ thảo đã được chứng minh là do các chất xuất từ nấm Ophiuchus sinensis. Tên gọi đông trùng hạ thảo là xuất phát từ quan sát thực tế khi thấy mùa đông ấu trùng của loài bướm thuộc chi Titanoides đi ngủ đông và được bào từ nấm Ophiuchus sinensis ký sinh. Vào mùa hè, bào tử nấm mọc trồi từ đầu ấu trùng đưa khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp cá thể này giống như con sâu, còn đến mùa hè thì chúng trông giống như một loài thực vật. Đông trùng hạ thảo tự nhiên chủ yếu tìm thấy vào mùa hè ở vùng núi cao 4.000 đến 5.000 mét ở cao nguyên Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Tam Cúc, Vân Nam. Hiện nay do sự săn lùng và hoạt động khai thác quá mức, loài nấm quý này đang trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều loài nấm thuộc chi Ophiuchus và Cordyceps được nuôi trồng trên quy mô công nghiệp để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một cao. Trong y học cổ truyền Trung Hoa và Tây Tạng, đông trùng hạ thảo được xem là có sự cân bằng tuyệt vời giữa âm và dương, bởi nó vừa là thực vật vừa là động vật, được hình thành vào mùa đông và trưởng thành vào mùa hạ. Cho nên đông trùng hạ thảo được xem như một vị thuốc quý có thể chữa được nhiều bệnh. Dưới đây là 25 tác dụng của đông trùng hạ thảo được giáo sư Nguyễn Ân Dũng, chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam tổng hợp từ nghiên cứu thế giới. 1. Chống lại tác dụng xấu của các tân dược đối với thận, ví dụ đối với độc tính của Cefalorhodopsin A. 2. Bảo vệ thận trong trường hợp gặp tổn thương do thiếu máu. 3. Chống lại sự suy thoái của thận, xúc tiến việc tái sinh và phục hồi các tế bào ở tiểu quản và thận. 4. Làm hạ huyết áp ở người cao huyết áp. 5. Chống lại hiện tượng thiếu máu cơ tim. 6. Giữ ổn định nhịp đập của tim. 7. Tăng cường tính miễn dịch không đặc hiệu. 8. Điều tiết tính miễn dịch đặc hiệu. 9. Tăng cường năng lực thực bào của các tế bào miễn dịch. 10. Tăng cường tác dụng nội tiết tố tiến thượng thận và làm trương nở các nhánh khí quản. 11. Tăng cường dịch tiết trong khí quản và trừ đờm. 12. Làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. 13. Hạn chế bệnh tật tuổi già. 14. Nâng cao năng lực chống ung thư của cơ thể. 15. Chống lại tình trạng thiếu oxygen của cơ thể. 16. Tăng cường tác dụng lưu thông máu trong cơ thể. 17. Hạn chế tác hại của tia gamma đối với cơ thể. 18. Tăng cường tác dụng an thần, chấn tĩnh thần kinh. 19. Tăng cường được điều tiết nồng độ đường trong máu. 20. Làm giảm cholesterol trong máu và chống xơ vữa động mạch. 21. Xúc tiến các tác dụng của nội tiết tố hormone. 22. Tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng. 23. Ức chế vi sinh vật có hại kể cả vi khuẩn lao. 24. Kháng viêm và tiêu viêm. 25. Có tác dụng cường dương và chống liệt dương. Trên đây là những tác dụng chính của đông trùng hạ thảo. Các bạn muốn xem chi tiết các tác dụng của đông trùng hạ thảo, xin mời ghé thăm website hahuytoan.com. Để mua đông trùng hạ thảo, các bạn có thể liên lạc với số điện thoại đang hiện trên màn hình, hoặc các bạn có thể liên hệ luôn với số máy 0932 340 345. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các thảo dược khác như nấm linh chi, nấm lim xanh, tổ yến, các loại sâm Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam,
và nhiều thảo dược quý khác tại trang thảoviva.com. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút like. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Quý vị hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút like và ấn vào xem quảng cáo khi quảng cáo xuất hiện trong lúc các bạn đang xem video. Những hành động trên của quý vị đã ủng hộ kênh của chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn.